Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ về cái vấn đề là chơi cắm trại thì đi xe nào là phù hợp, đi xe nào là thích hợp để chơi cắm trại ha. Gần đây á, thì mọi người bắt đầu chơi cái môn cắm trại rất là nhiều, và có một số người á, muốn chơi và họ hơi lăn tăn không biết là cái phương tiện họ có phù hợp hay không. Và có rất là nhiều bạn cứ nghĩ rằng đi cắm trại á là phải xe bán tải gầm cao hay cầu mới có thể đi cắm trại được. Thì cái quan điểm đó thật ra nó cũng không hoàn toàn chính xác lắm. Thật ra thì bạn có thể đi cắm trại bằng bất cứ phương tiện nào bạn có, chứ không nhất thiết là phải những chiếc xe gầm cao, xe bán tải, xe hai cầu này kia mới đi cắm trại được ha. Ví dụ như bản thân mình cách đây nhiều năm trước á, khi mà bắt đầu chơi cắm trại á, là mình đi bộ, mình cứ cùng bạn bè đeo cái ba lô vô rừng rồi bung liều chạy ra ngủ rồi bắt đầu đi bộ về. Sau một thời gian á, thì mình bắt đầu đổi qua một cái phương tiện khác, đó là mình chuyển qua cắm trại trên xe hơi. Và thời điểm đó đó mình đi bằng một chiếc xe 7 chỗ gầm cũng không quá là cao và chỉ có một cầu. Thì nếu mà nghe qua thì phần lớn mọi người sẽ cho rằng cái xe đó không phù hợp để đi cắm trại. Nhưng mà thực tế mình đi được rất là nhiều nơi, mình chơi rất là nhiều. Thậm chí mình đi xuyên Việt để cắm trại, đi cắm trại từ trong Đà Lạt đi dài ra tới ngoài Bắc. Mình vẫn có thể đi được. Trong cái chuyến đó thì mình có sự hỗ trợ của hai bạn mình đi xe bán tải hai cầu. Thì mình sẽ an tâm hơn. Và có những cái dụng cụ để cứu hộ, vì thực tế xe một cầu cũng rất là nhiều hạn chế. Bạn phải tính toán trước cái đường đi, bạn xem cái đường đi nó có phù hợp với xe mình hay không. Rồi bây giờ mình quay trở lại về tại sao mình cho rằng là tất cả các phương tiện đều có thể phù hợp đi cắm trại ha. Cái phương tiện đó, nó chỉ là một phần thôi, một phần trong cái môn chơi này thôi. Chủ yếu đó, vẫn yếu tố quyết định đó, quan trọng chính là bạn có đam mê hay không, đồ dùng dụng cụ như thế nào để chơi được, chứ phương tiện nó không phải là quyết định hết. Vì mình thấy trên hội nhóm có rất là nhiều bạn đi xe máy vẫn cắm trại được khắp nơi, đi xuyên Việt cắm trại, rồi có bạn đi xe đạp vẫn đi cắm trại được, đi xe sedan gầm thấp, xe một cầu vẫn có thể đi cắm trại được thôi. Cái quan trọng nhất á, là bạn phải xác định được cái sở thích của bạn, cái kiểu chơi cắm trại của bạn là như thế nào, nó có phù hợp với phương tiện đó hay không. Ví dụ như khi bạn đi xe đạp hoặc xe máy á, tất nhiên là cái không gian để chở hành lý á, nó sẽ không được lớn như những xe kia. Bạn sẽ phải cân nhắc, bạn sẽ phải chọn lựa những món đồ phù hợp với cái phương tiện bạn đi. Còn đây là cái thùng đựng mấy cái đèn băng xong đó. Còn đây là thùng nước. Còn trong tủ thì mình sẽ đựng sơ sơ mấy món linh tinh lặt vặt, bếp, chén, dĩa, đũa này nọ đồ đó, mấy đồ linh tinh đó. Cũng giống như hồi xưa mình chơi, mình đi bộ á, cắm đi bộ mà đi check in vô rừng để cắm trại á, thì những cái đồ dụng cụ mình nó rất là đơn giản. Một có thể là một cái món, có thể là all in one luôn, một cái nồi có thể kết hợp làm cái chén, kết hợp làm cái tô, làm cái ly uống nước. Vì khi mà đi bộ không cho phép bạn đem quá nhiều đồ dùng như là những cái phương tiện khác. Nếu mà bạn đi xe gầm thấp hoặc là xe một cầu á, thì bạn phải chọn lựa những cái nơi đến nó phù hợp với xe mình. Đi những cái phương tiện đó thì bạn phải xác định trước những cái nơi nào mình đến là địa hình như thế nào. Bạn đã biết rõ về cái địa hình đó thì cứ vô tư đi. Nó khác với những cái xe khác là
những cái xe mà hay đi địa hình khác á, là bạn không cần biết ở phía trước là gì, bạn cứ đi. Tất nhiên cũng sẽ có những cái sự cố nào đó thôi, nhưng mà cái rủi ro nó sẽ thấp hơn nhiều so với những chiếc xe sedan một cầu, xe gầm thấp á. Khi mình nói ra cái quan điểm là bạn có thể đi cắm trại bất cứ xe nào chứ không nhất thiết á phải là những con xe bán tải á, thì có một số bạn á cứ hỏi lại mình vậy tại sao mình đổi xe làm gì, sao không đi tiếp. Thì thật ra đó là do cái nhu cầu của mình thay đổi, cái sở thích của mình nó thay đổi. Mình muốn đi chơi á theo những cái kiểu là nó có khám phá, kiểu adventure nhiều hơn. Mình muốn tìm tới những cái nơi gọi là tìm kiếm những vùng đất lạ đó. Ví dụ như tới một cái đồi, một cái núi nào đó, mình cứ mò, mình cứ lần mò, mình mò vào những cái bãi đó. Mình muốn đến được nhiều nơi hơn. Mình muốn trong những cái chuyến cắm trại của mình á, nó có một cái chút gì đó gọi là upgrade, có gọi là khám phá, tìm kiếm những cái cung đường mới. Mình cứ mở Google Maps lên, mình xem theo ở chế độ vệ tinh á, có những cái nào mình thấy cái bãi đất trống hay là cái gần cái con sông con suối á, mình sẽ tìm cách mình mò vào đó. Bởi cái cách đi đó là bạn sẽ không biết trước cái con đường phía trước nó là gì, cái địa hình nó rất là phức tạp, và chính vì thế bắt buộc phải là một con xe hai cầu và mới có thể đi được đến những cái nơi như vậy. Và một cái câu hỏi kế tiếp đó liên quan về tới phương tiện đó, đó là nếu xe nào cũng chơi cắm trại được, phương tiện nào cũng đi được, vậy cái loại xe nào là tối ưu nhất, là phù hợp nhất cho cái việc cắm trại á? Thì theo mình nha, theo mình chơi qua một thời gian á, thì mình thấy xe bán tải vẫn là một cái lựa chọn tối ưu nhất để mà đi chơi cắm trại. Đầu tiên á, đó chính là khả năng chở hàng, chở đồ, hành lý của bán tải rất là nhiều, nhiều hơn các xe khác. Khi chở được nhiều á, thì bạn sẽ có thể đem được nhiều đồ, đồ đạc dụng cụ đem được đa dạng hơn. Và trong những cái chuyến đi xa, những chuyến đi dài á, bạn sẽ không lo thiếu đồ, đồ đạc dụng cụ. Bạn có thể chơi qua đủ cái loại địa hình thời tiết, đem đồ chống nắng, chống mưa, chống gió gì các kiểu thoải mái. Nó sẽ phù hợp với nhiều loại thời tiết hơn, nhất là trong những chuyến đi dài, khi mà thời tiết có khi tỉnh này khác, tỉnh kia khác không. Và cái thùng sao của xe bán tải á, cũng là một lợi thế sau những buổi cắm trại. Đó là khi bạn chở gác ra, nó rất là sạch sẽ, nó không ảnh hưởng đến xe nhiều. Bạn đi cắm trại thì kiểu gì cũng sẽ có gác không, không ít thì nhiều đó. Và lúc này á, cái gác thường nó sẽ có khi nó bị chảy nước, bị dơ các kiểu á, thì cái thùng xe bán tải lúc này nó rất là lợi hại. Ngoài gác ra thì kế tiếp đó chính là chở những cái đồ dùng dụng cụ này về sau một đêm cắm trại. Và nếu mà bạn đi chơi vào một ngày trời nắng đẹp, bạn dọn về trong cái thời tiết nắng đẹp thì nó là đơn giản, không vấn đề gì nha. Nhưng nếu mà bạn chơi vào một ngày mưa, mưa bất thình lình, những cơn mưa bất chợt nào đó, thì đồ đạc nó sẽ ướt hết. Tăng, bạc, liều nó sẽ ướt. Hoặc là đơn giản là bạn không có thời gian để bạn rửa gáy những chén bát dụng cụ nồi niêu xoong chảo. Thì bạn cứ dồn hết ra làm sao, chở ra làm sao, nó cũng không ảnh hưởng gì. Còn nếu mà bạn đi những xe như thế này đi, thì nó sẽ là một cái bất tiện rất là lớn. Khi bạn bỏ những cái đồ ướt vô thì nó sẽ ướt vào ghế, ướt sàn các kiểu. Và những cái ướt đó nó đâu phải là sạch đâu, cái sình đất này nè, nó sẽ bám theo vào, nó nằm ở trong xe, nó rất là bất tiện. Cuối cùng thêm một cái nữa đó, đó chính là cái xe bán tải á, đặc điểm á, có thể gọi là xe địa hình, tạm gọi là xe địa hình đi, nó sẽ đưa bạn đến được nhiều nơi hơn, đi được nhiều nơi hơn so với những xe như thế này. Vì cái xe bán tải được thiết kế là để đi những cái địa hình nó hơi khó khăn hơn. Xe này, những xe như thế này thì nó không chuyên lắm. Mà trong cắm trại á,
thì hầu hết không ai mà đi đường nhựa tới chỗ những đường nhựa, đường bằng phẳng đấy cắm trại, cũng sẽ đồi núi, cũng sẽ đường dốc sình lầy các kiểu, tới những nơi mà không có đường á, đi vào những khu rừng hay là đi vào những bờ suối chẳng hạn. Thì bán tải nó sẽ đưa bạn đến nơi đó dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, nó sẽ ít, rất là ít khi nào mà phải quay đầu ra như những xe này lắm. Nói vậy thôi, nhưng mà thực ra bán tải nó cũng có nhược điểm chứ không phải gọi là xe hoàn hảo. Nhược điểm của bán tải á, lớn nhất của bán tải á, chính là cái không gian chở người quá ít. Bạn chỉ đi được tối đa 5 người. Nhưng mà khi mà nếu bạn đi 5 người á, thì những cái người ngồi hàng hai á, ngồi bằng sau á, là một cực hình với họ, nhất là khi đi đường dài nữa. Bởi thế, nếu mà bạn đi khoảng 2 người hoặc 3 người nào đó, 2 hoặc 3 người hoặc là đi một mình á, mà thích chơi môn cắm trại á, thì bán tải là một lựa chọn phù hợp nhất, tuyệt vời nhất. Chốt lại video hôm nay á, thì có hai vấn đề. Thứ nhất đó là phương tiện nào đi cắm trại cũng phù hợp, quan trọng là cái cách chơi của bạn nó có phù hợp với cái phương tiện đó hay không, vì mỗi phương tiện nó sẽ có những cái ưu nhược, cái phù hợp khác nhau. Và kế tiếp, nếu gọi là một phương tiện nào mà tối ưu nhất cho cắm trại thì bán tải vẫn là số 1. Nếu bạn có những ý kiến thắc mắc gì thì bạn cứ để lại cái bình luận, mình cùng nhau trao đổi thêm ha. Tạm biệt các bạn.